Chào bác ạ. Bác cho biết tên tuổi của bác không ạ? Nói đi, nói lại đi. Tôi là Nguyễn Minh Tuất ạ. Thế ạ, bác nay bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay tôi 69 tuổi. Bác là người sống ở làng Thương Hội này ạ? Tôi sinh ra và lớn lên. Dạ vâng ạ. Bác ơi, bác có thể kể cho cháu về chiếc giếng hình bầu dục này được không ạ? Đấy, kể đi. Cái giếng bầu dục này là trong cái làng Thương Hội này có 3 cái giếng. Thì cái giếng ở đầu làng này là cái giếng bầu dục. Từ xưa đến nay các cụ vẫn coi cái giếng này là cái giếng để nhân dân dù đi dù về hay là khách thập phương dù đi đến đây cũng ghé xuống giếng để mình yên bình xuống giếng để soi xem là người mình như thế nào. Cái giếng này thực sự là chuyên môn để nhân dân dù ăn thôi, không được ai tắm giặt cả. Bác ơi, bác có kỷ niệm gì về cái giếng này không ạ? Cái giếng này là cái giếng mà thường xuyên tôi phải ra cái nước. À thế ạ? Từ hồi bác còn trẻ à? Vâng, thì còn bé, lớn lên là phải ra cái nước thường xuyên. Thế cái giếng mà từ cái hồi bác còn trẻ cho đến bây giờ nó có gì thay đổi không hả bác? Bây giờ thì cái giếng này là nó xuống cấp rồi nhưng mà chưa có gì thay đổi. À thế ạ? Tức là mình đã sửa chữa lần nào chưa ạ? Có sạt lở vừa rồi, nó sạt lở một tí thì xã cũng đã cho xây lại rồi. Thế còn cái giếng này thì là có liên quan gì đến ngày hội làng không hả bác? Cái giếng này nó chẳng có liên quan gì, nó tích riêng. Dạ vâng ạ. Làng Thương Hội là một làng có cái nếp văn hóa từ xưa này. À vâng ạ. Người Thanh Lịch là nếu mà nói về Hà Nội Tràng An thì đây Thương Hội cũng thế. À thế ạ. Vâng. Thương Hội có ba cái giếng, là giếng bầu dục này là tượng trưng cho hình gương. Thế còn giếng ở giữa làng là giếng tròn là gọi là tượng trưng cho mặt trời. Vâng. Thế còn giếng trên đầu làng là giếng vuông. À tức là đây là một trong ba cái giếng của làng chứ không phải là chỉ có mỗi cái giếng này thôi đúng không ạ? Đấy, ba cái giếng của làng là mỗi một cái giếng có tích khác nhau. Và cái ý nghĩa của cái giếng này là hình cái bức gương. Vâng. Để nhắc nhở mọi người là hãy soi gương trước khi ra khỏi làng đúng không ạ? Mỗi một giếng có tích khác nhau thì tích nó như thế nào? Bây cái giếng nước bây giờ nước giếng nó như thế nào hả bác? Bây giờ nói chung là ba cái giếng được cải tạo hết rồi. Ngày xưa ấy là thường là các cụ thả đồ ong nước trong. Vâng. Nhưng bây giờ ba cái giếng chúng tôi cải tạo là giờ là chỉ có để giặt giũ thôi. Dạ vâng. Không ai ăn cái giếng này nữa. Nhưng mà vẫn là đảm bảo là rất là sạch. Dạ vâng. Cảm ơn bác. Ngày xưa nó còn cái cầu cuốn, gọi là 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 có ba cái bốn cái cổng ra nhưng mà giờ còn có một hai thế nên cái đặc biệt nữa là có cái di tích và năm văn thơ.